hiểm, đổi mã số rồi. Cảm ơn cô nha. Dạ. Tôi cũng không biết hoàng tử để một ấm nó ở đâu nữa. Anh, bây giờ anh đã lấy được ấn hoàng gia rồi. Như vậy có nghĩa là em được làm hoàng hậu rồi, có phải không anh? Đừng có lúc nào cũng mơ mộng có được không? Không được đâu, vì đó chính là mơ ước của anh và em mà. Anh à, anh không có nghỉ ngơi trong phòng đã lâu rồi đó. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với các vị. Ta muốn đi học tiếp ở nước ngoài. Ngươi đã bàn bạc với công chúa Chu Quốc Dương. Ta có cố vấn của ta rồi. Được đâu Quốc Dương, con cho nên là kẻ phản bội. Là kẻ phản bội à? Vậy tại sao các người không xét xử ông ta đi? Con người xấu xa này đã xóa tan hết bằng chứng, khó buộc tội ông ta lắm Quốc Dương à. Vậy trước khi tìm ra bằng chứng, ta giao một ấn hoàng gia này cho ông Cô Cha Nanh quản lý hết mọi việc. Vậy có nghĩa là người giao Banh Cha Rát vào tay kẻ thù rồi. Ngưng những lời vu cáo ta đi Sanh Thi, ở trước mặt Quốc Dương để nói cho đúng sự thật. Người đâu, đem ấn hoàng gia vào đây.
Chỉ cần quốc vương giao mộc ấn này cho hạ thần, mọi thứ ở Banjarat sẽ được bình yên như trước. Giang xin quốc vương, người hãy đợi công chúa Sirira về đã. Ta trưởng thành rồi, từ nay trở đi ta giao cho ông cô Chanan làm người nhiếp chính giúp ta. Buông tay ra ngay. Cha của ta và cha của Thi Tha Vô. Thật đáng tiếc, vì Thi Tha Vô là chiếc lá rụng quá xa gốc rễ của mình rồi. Việc bổ nhiệm này không được chấp thuận đâu, vì một ấn thực sự đang ở đây. To gan, dám làm ấn giả tạo. Dừng ngay đi Kanja, chính con to gan dám phản bội người có ơn với mình đó. Xin người hãy rộng lòng tìm sự công bằng cho hạ thần, thưa quốc vương. Thi Tha Vô, ngươi lấy được mộc ấn này ở đâu? Từ phòng ta phải không? Xin thứ lỗi vì hạ thần đã làm điều không nên làm. Hạ thần chỉ muốn ngăn cản cô Chana mà thôi. Bây giờ đã giống như hạ thần suy đoán trước rồi, thưa quốc vương. Ông cô Chana nói là Thi Tha Vô sẽ tới lấy cấp ấn của ta, nên ta đưa mộc ấn thật cho ông cô Chana bảo vệ. Người dám lấy cấp của quốc vương hả? Đây là cố ý vu cáo cho hạ thần, ngăn cản không cho công chúa gặp quốc vương. Ta tin ông cô Chanan, sau này ông ta sẽ thay mặt tất cả cho ta. Đây là một đại ân huệ, thưa quốc vương. Thì ta vô, ta rất tức giận về hành động của phò mã. Nếu phò mã chân thật thì hãy mau đưa chị ta tới gặp ta. Khả năng của hai người hợp sức lại không bằng được phân nửa của ta đâu. Ồ, ông muốn giết quốc vương hả, vị trai? Lên, bắt Thi Tha Vô và Kanjavan. Ai dám bắt Thi Tha Vô thì bước vào thành chính của ta. Làm quốc vương thì phải có tấm lòng rộng lượng phải không? Nếu vậy thì lần này xem như là sự bao dung của ta với hai người. Bắt Thi Tha Vô và Kanjavan giam giữ vì tội mưu phản, cố tình dàn xếp kế hoạch để lật đổ người có quyền lực vương quốc này. Đó là ta, Cô Cha Nan. Đánh ra đi. Tội nghiệp hay là đáng đời đây? Tôi nghĩ chắc chắn là tội nghiệp rồi. Ai để hai người đi thoát khỏi đây? Chỉ có những cái chết.
chưa từng có ai lật đổ được ông Kochanan bằng tay không đâu. Kể cả có những đoàn lính đi nữa, cô có thấy cho dù thế nào cũng sẽ thua thôi. Cô cười xấu xa, không thể thắng được ta lâu đâu. Đúng rồi đó. Cô đừng vội chết đột ngột nha. Vì cả con lẫn cháu, vô ơn với ông Kochanan phải giữ lại hành hạ trước khi tiễn về địa ngục đó. Bù Bết cấu kết với người xấu như Thi Tha Vô. Người nên đuổi cô ta đi đi, thưa quốc vương. Thưa quốc vương, người đừng tin ông Kochanan hơn phò mã Thi Tha Vô. Không cần tới chăm sóc ta đâu, Bù Bết, ta không muốn thấy cô nữa. Và đây là người hầu của ông Kochanan đã mời tới, Rukamadi. Lên, đưa cô Bô Bết ra ngoài đi. Quốc vương, quốc vương à, quốc vương, quốc vương, buông ra, quốc vương. Thì tình nguyện dâng mạng sống cho người, thưa quốc vương. Xin mời người dùng bữa sáng. Đã ăn hết chưa? Giải quyết xong xuôi rồi. Sau này mạng sống của đứa bé đó đã nằm chắc trong tay của ông Kochanan rồi. Nó chỉ tùy thuộc vào ngày ấy cho tha ra thép, năm một ngày, một tháng hay là một năm mà thôi. Hay là có thể ngủ mãi mà không bao giờ tỉnh dậy. Nè, khi ta được vào trong cung ở như vậy, cảm giác rất là hạnh phúc. Học đi vào trong cung.